đây đây, đây cái ốc này, đây, cái ốc đang buồn nè. Hôm nay nó khóc nhiều ấy, nó không ăn hết mọi hôm đâu, nóng không? Mẹ để ý, mẹ phải để ý nhá, trời nó nóng là bảo con để con biết đấy. Mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm giảm cân. Hiện tại mình đang dùng đó là trà cốt bí xanh nha mọi người nhá. Thành phần 100% chất xuất từ bí xanh nha mọi người. Thì đây mình sẽ đọc công dụng cho mọi người cùng nghe này. Đây công dụng của nó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm béo, hỗ trợ săn cơ, eo thon dáng đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cho mọi người cùng xem này. Đấy thì hiện tại mình đang sử dụng trà cốt bí xanh này, thì một ngày mình sử dụng đều đặn một gói từ lúc mình sinh xong ấy. Thì mọi người cứ hay thắc mắc là tại sao về giá như vậy, thì mình sử dụng trà cốt bí xanh nha mọi người nhá. Thì mọi người phải trên 3 tháng sau sinh, 3 tháng thì mọi người mới sử dụng được sản phẩm này. Đó. Mọi người pha với từng ngày nước. Uống trước bữa ăn 30 phút nha mọi người. Đó, rất là dễ uống luôn, như nước ngọt luôn mọi người ạ. Như cái trà bí đao của mình ấy. Đấy thì bạn nào muốn sử dụng trà cốt bí xanh này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo của mình để được tư vấn nha mọi người nhá. Chúc mọi người sớm về dáng và đẹp da nhá. Covid anh em ạ, mới test hai vạch anh em ạ. Đấy thì nói chung là còn 20 ngày nữa thôi là đám cưới rồi. Nhưng mà là chả biết thế nào mà lại thả dính Covid anh em ạ. Đấy. Thì nói chung là hôm qua này nghe cái mọi người bảo là Tuấn Khỉ nó ở bên kia nó bị dính Covid. Đấy. Thế hôm nay lại thả đến được thả rồi. Hay là mình nghi là hôm nọ nó về nhà mình ấy anh ạ. Chắc là hôm nọ nó về nhà mình ấy xong là lây luôn. Bởi vì thả chưa được tiêm mũi nào. Anh em mình là dính bị tiêm được tiêm rồi nên là không biết là mình mai ngày kia có dính không, nhưng mà mong là không dính. Bây giờ mình lo nhất là người em bé của mình ấy. Hả? Lo cho cả hai, bây giờ không biết làm nào. Thể thảo trực tiếp em bé này. Mẹ ơi. Đây. Đây, đây cái ốc này. Đây cái ốc đang buồn nè. Hôm nay nó khóc nhiều ấy, nó không ăn hết mọi hôm đâu, nóng không? Mẹ để ý, mẹ phải để ý nhá, trời nó nóng là bảo con thì con biết đấy. Mát lắm rồi. Cả ngày nó ở với mẹ nó này. Ôi, vâng quá. Chỉ mong mẹ bảo là nó ngủ về, bây giờ đấy nó cũng ngủ đâu. Thế nó đập, à? Đập đấy xong nào bố ông bế ra. Bây giờ nó ngủ này. Thương lắm các bạn ạ, bây giờ chỉ mong là nó không bị thôi. Để chịu ăn hết. Mẹ nó chưa tiêm nên chắc mẹ nó đề kháng yếu. Sườn nó ấy, mà nó đầu nó mát này. Chỉ nó sao ăn rồi ăn hết đâu. Hôm nay chưa ăn hết lần nào được, ăn ít. Bỏ cái kia còn ít kìa. Vừa ăn à? Lúc vừa mẹ nó pha nó ăn được một ít, vẫn còn một ít bỏ. Sao bao nhiêu? Không biết rồi. Cái mẹ nó pha nhiều. Mẹ thì căng mà nó mũi đấy, sửa mũi đó. Thương quá nó ngủ rồi. Thế là trong sửa gáy á? Mẹ đang không ngủ đấy. Đấy các bạn ơi, ngủ chưa? Bây giờ anh ở trong phòng bây giờ anh lại lây người này người kia biết thế nào mà lây. Bây giờ anh bị ấy không? Bây giờ anh ở trên cái khách đỡ gì anh bây giờ anh lấy như thế sao? Bây giờ mà con cúm mà bị ốm mà bảo từ dưới nhà chị Hoan lên đưa cúm đi thôi. Điên. Bây giờ anh như này anh định như nào? Anh có bị đâu? Anh cũng bị thì anh ở với em cả lúc rồi bây giờ anh phải cách ly rồi. Bây giờ anh đổi nó phòng kia rồi bắt đầu Covid đầy trong nhà. Bây giờ có mẹ mới cả ba. Bây giờ bố không được gì rồi. Gì rồi? Thì không anh nếu mà bảo cúm nhà thì anh điện bên đây hiểu không? Anh bảo là anh lúc mà anh để yên cái thứ á vào kia thì mẹ đi cái thứ nếu mà nó ấy không. Nhưng mà lần tôi nếu đi được nếu bị phải gửi về chứ giờ anh Covid rồi bảo đi. À mà nếu mà lúc đấy mà con cún nếu mà con cún mà nó xác định nó sốt á. Thì nó cũng bị Covid cho mẹ rồi thì mình cũng bị Covid rồi không lấy thì cách ly nhau làm cái gì nữa. Thế đi. Nó là bình thôi. Con đồ con cún như nào bây giờ? Bây giờ em phải cách ly anh không ở với em đâu. Ờ. Anh cũng sợ chứ anh rồi chưa bị bảo yên bảo ở với em. Anh Tiến bị chưa? Chả anh. Tao bị tao chả ở với mày tao chi. Anh ở dưới đất ông Lợi với con Tiến ở dưới đất. Thôi đi. Thôi thôi đi đi nhanh đi. Anh khổ chưa? Tại đó Tuấn nè. Nó đang nó chơi nha mình rồi. Anh em mình nó làm thế sao? Các bạn ơi, thằng mình rồi. Sao? Ngủ với em à? Em ốm rồi sao em không ngủ được nữa? Sao mà anh không ngủ
sốt gì gọi anh ấy đưa anh ngủ chung này nó lây à? Anh chưa bị. Nhưng mà em không ngủ một mình, em sợ. Sợ gì? Cố gắng chứ bây giờ làm nào nữa à? Mùi thuốc là các thứ đây sẵn rồi. Nhưng mà không biết đây. Để lấy ra ăn đi một tí nữa. Đừng đọc vào thầy thuốc. Đi có cổ lên bỏ rồi. Bỏ lấy ra mùi nó ăn đi. Em không ăn uống nhiều rồi. Nhưng mà anh ngủ đi em à. Hứ? Ngủ rồi. Sao không bỏ anh à? Anh ngủ đi em à. Thì em ngủ rồi anh ngủ cái gì? Nói nào nói nào không cần ấy thử uống ngủ đi nha. Bây giờ nó không có biết thì lây nó làm nào. Anh phải chạy lại mai mang đồ cho em bé này đi này. Chơi gì ngủ này mà? Phép tối thì đi chơi. Vãi chửa. Đi chơi gì mà Covid nhỉ? Tất cửa này. Tất cửa gì mà tất cửa? Thế thì mang cái máy kia vô thì nhớ mắt không? Thì ngồi đi. Mang ra đi. Không đâu. Đi ra ngoài để xuống tầng khác đây. Tính ra đi khỏi bệnh máy tính. Khỏi bệnh máy tính. Ngồi đi. Có dao chưa? Ừ. Mình ngồi đi. Thôi gọi là mình phải mang đây. Xong rồi mình nghỉ đây. Mình như giác vọng nhưng mình tiếc cho lên này. Đồ em bé tí nữa mang về em bé. Bây giờ phải lo em bé thôi. Tạo gì ta cũng tốt nữa thôi. Nhưng mà em bé giờ mà bị thì không biết là làm nào luôn đấy. Bởi vì em bé nó rất là ngon đấy. Vừa có được 5 tháng mà uống sữa không thì không biết là đến lúc mà bị thì là làm nào. Đấy. Bây giờ mình mệt mỏi lắm rồi. Đấy, cả ngày hôm nay vừa về đến nhà thì hôm qua thì Thảo nghe triệu chứng vừa qua rồi nhưng mà nó kiểu là nó mình nghĩ là không chắc không phải bởi vì lâu rồi không ai bị rồi. Tự dưng này két dần lên luôn, sợ quá gọi. Thôi tí nữa có gì mình phải đặt cho mọi người cùng xem luôn.